Mặc dù không phải ca sĩ trong chương trình tối ngày hôm nay, nhưng mà xin được gửi tặng đến hai người bạn chúc thức của mình là Dương Hoàng Yến và Vũ Hải. Mang tiêu đề chủ đề tình yêu, và khúc được mang tên Quân Đội Phương Xuân Nam. Xin gửi tặng quý vị và Dương Hoàng Yến và Vũ Hải.